Quang Hải nhận được lời mời từ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trước thềm trận đấu gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, việc đội tuyển Thái Lan chọn sân tập xa và giấu thông tin là việc rất bình thường và không có gì đáng để đưa ra câu hỏi ở đây. Không phải Thái Lan mà các đội khác cũng sẽ vậy, việc không tiết lộ thông tin ra ngoài là điều mà các đội đều muốn, không có gì to tát. Chúng tôi không biết chính xác phong độ của cầu thủ Thái Lan nhưng chúng tôi đã tìm hiểu và phân tích trước đó chứ không phải một, hai ngày vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Trước câu hỏi về việc tiền vệ Quang Hải có những tiến bộ ra sao và khả năng có thể thi đấu tại Nhật Bản, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cho hay, tôi nghĩ rằng Song Cờ Ra xin đá được ở Nhật thì Quang Hải chẳng có lý do không thi đấu ở Nhật được. Còn việc Quang Hải thi đấu ở Nhật hay không nằm ở quyết định của câu lạc bộ. Còn tôi xin khẳng định về thực lực Quang Hải chẳng kém gì Song Cờ Ra xin cả. Thực ra có giải đấu cao hơn Nhật, nơi mà Song Cờ Ra xin thi đấu đang gửi lời mời đến Quang Hải là giải đấu vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận định đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay, gặp một đối thủ lớn, thậm chí có thể xem là kỳ phùng địch thủ. Chúng tôi, cũng như đội tuyển Thái Lan, đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu này. Các cầu thủ của tôi hiểu sự chờ đợi của người hâm mộ. Nhìn vào ánh mắt của họ, tôi thấy được sự quyết tâm. Tôi chỉ ngại họ bị áp lực khi vào trận đấu. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào, vì vậy tôi không muốn gây thêm áp lực và chỉ muốn họ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này. Đến lúc này, mọi thứ đang được chuẩn bị tốt, huấn luyện viên Park chia sẻ. Nhận định về đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhận xét cụ thể. Nhưng nhìn chung, theo ý của vị huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Akira Nihino đến, Thái Lan đã sử dụng nhiều đường truyền ngắn hơn. Nhìn lại trận đấu với UAE, hàng tấn công của Thái Lan dựa chủ yếu vào Chanathip, Sopa cho Sarachak và Ekanipa. Phía trên là Yangya đá cắm. Ba cầu thủ ở hàng tiền vệ thường truyền bóng vào trung lộ, ngắn và phối hợp thành thục. Nhiều lúc, người xem thấy Thái Lan đá ba hậu vệ, nhưng thực ra là do cánh phải thường xuyên dâng lên, nhưng bản chất vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Trong buổi tập chiều nay, tôi sẽ xem xét sức khỏe của các cầu thủ rồi lên danh sách thi đấu. Nhưng xem qua trận thua của Thái Lan trước Malaysia, chúng tôi đã phát hiện ra điểm yếu của họ. Phía sau hàng thủ Thái Lan luôn có khoảng trống. Tôi tin, nếu chúng ta duy trì được khả năng đập nhả một, hai nhịp, họ sẽ rất lúng túng. Tôi không thể nói chi tiết nhưng chắc chắn chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo thông tin thêm. Khi được hỏi về những điều huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm cho bóng đá Việt Nam thay đổi như thế nào trong 2 năm qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ khiêm tốn nói rằng mình chỉ là người sử dụng được tốt tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Việc tôi đến không phải là điều gì đặc biệt, để mang lại sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Nói tôi mang lại điều đó là không chuẩn. Bóng đá Việt Nam có đặc trưng riêng, tiềm năng riêng nên mới đạt được sự phát triển hiện nay. Các huấn luyện viên trước đây cũng đã tạo ra nền tảng, và tôi chỉ sử dụng hiệu quả nhất tất cả những gì đang có mà thôi, huấn luyện viên Park chia sẻ. Khánh Huy